Đây, chào các bạn. Hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cây cải rổ. Đây là cây cải rổ đó các bạn. Mình đang trồng ở trên nhà mình, ở sau ban công. Thì cây rổ này nó là thuộc họ cải và nó có nhiều công dụng hay, có sức khỏe của chúng ta. Và cái này cũng dễ ăn lắm các bạn. Nó được làm được nhiều món ăn. Thì cái món người ta thường dùng nhất là cải rổ xào thịt bò hay là cải rổ xào tỏi rồi đấy. Hoặc là bạn nấu canh với thịt bằm rồi đấy, ăn rất ngon. Và nhiều người thì cũng đang lấy nước này nè, lấy nước lá cải rổ này nè, để xay sinh tố uống đấy các bạn. Lấy lá cải non đấy, chứ còn nếu các bạn lấy lá già quá thì nó sẽ hơi đắng xíu, nhẫn nhẫn khó uống. Thì về thành phần dinh dưỡng trong cải rổ nó có nhiều vitamin K và một số vitamin hợp chất khác rất tốt sức khỏe chúng ta. Và đặc biệt cho nó có nhiều vitamin K nên nó hỗ trợ cho nó tốt cho những người bị bệnh về tim mạch hoặc là bị loãng xương rồi đấy. Bởi thành phần vitamin K nó giúp cho hệ tim mạch khỏe hơn và nó ngăn ngừa loãng xương hay là gãy xương rồi đấy, nó giúp phục hồi mau hơn. Và đặc biệt cây cải rổ này nó làm giúp giảm cholesterol trong máu rất tốt. Đây cây cải rổ này nó lên cây con như thế này nè các bạn. Thì các bạn chờ mấy cái cây nè, mấy cái cây nhỏ nhỏ nè, nó lên cao hơn khoảng tầm 10 cm đấy, tức là một tấc đấy. Thì các bạn lúc đó có thể chiết ra để trồng ở ngoài được rồi. Như mình đây mình chiết ra mấy cây con nó chiết ra ngoài nè. Cây này nó cũng lớn rồi nè. Còn cây này mình mới chiết ra nè. Đây đó, tầm tầm như thế này đây. Nó cao cỡ này thì các bạn có thể chiết ra được rồi nè. Thì chiếc là khoảng tầm khoảng một tuần sau là nó lên rễ và nó bắt đầu nó bén bén lá lên thôi các bạn, dễ trồng lắm. Cái này do mình ở chung cư nên mình trồng một hai cây ở sau ban công chơi thôi, chứ còn nhà mình ở ngoài quê là trồng cả đám luôn, trồng nhiều lắm. Và đặc biệt cái món cải rổ này các bạn có thể làm món dưa chua đấy, để dùng ăn dần cũng rất ngon. Và dưa chua đó làm nó xào ba chỉ hoặc là các bạn kho cá rồi đấy. Đây là cây này, con cây nó lên tốt hết rồi. Thì cây này trồng lớn lâu lớn nó vẫn có hoa đấy các bạn, nhưng chắc chắn các bạn ít khi thấy hoa của cây đó. Hồi giờ mình trồng nó lên hoa luôn đấy, nhưng mà hạt thì mình không biết ấy. Chứ còn cái này là thường trồng từ cái cây con này nè. Nhà mình nhân giống bằng cách bẻ tách mấy cây con ra để nhân lên. Thì ăn cải rổ thường xuyên thì sẽ giúp cho các bạn có một hệ tim mạch tốt và nó sẽ có một bộ xương chắc khỏe. Đồng thời trong cái cải rổ này nó cũng có nhiều vitamin A đó các bạn, nó giúp cho sáng mắt và ngăn ngừa lão hóa da cũng như là tóc đồ bóng khỏe hơn. Này, như mấy cái lá non non ở trên này nè, các bạn có thể lấy ăn sống cũng được. Và đây mình nói sơ về cái hình dạng cũng như là cách nhân giống cây cải rổ như thế này thôi. Còn các bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều về nó thì các bạn có thể đọc và tra cứu các tài liệu khác.